Theo dõi và sự so sánh giữa hai cái chất âm của hai dòng loa, một đến từ nước Đức, đó là loa trắng Mois L1 I1 của LD. Đây là xem. Còn đây là một trong những dòng loa huyền thoại Bose MA12. Có hai cái chép của đinh nên là nó lên nó lên là cái tiếng chép xịt 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 xịt. Chép của 9 bát 3 độ cao và độ nặng và kích thước của hai loa là tương đương nhau. Đây là xem. Đây là LD. Một dòng loa chất âm của Đức và một dòng loa là huyền thoại Bose đến từ Mỹ. Đây, chúng tôi đang test thử. Alo, 1, 2, chúng ta nghe cái chất âm của loa LD, loa cây. Cái này là I1 à? 1, 2, 3, 4, 5. Xem 1, 2, 3, 4, 5. Đây là loa Bose MA12 trong cái không gian tiêu vang của showroom công ty Soma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dòng LD này có cái chép nó đanh hơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Nó bâu này thì nó nặng về cái vocal, nó lấy dày tiếng hơn. Một, hai, ba, bốn phút đúng không?